Rồi, chào các bạn ha. Chúng ta tiếp tục bài tập chương cảm ứng điện từ, bài 63, 65, lực từ tác dụng đến khung khi mà khung di chuyển vào trong vùng với từ trường. Thì tương tự với clip trước, các bạn cũng sẽ thấy những bài toán dạng như này, những bài toán cơ bản là giống hệt nhau. Chúng ta xem xét một cái bài toán là cái cuộn dây hình chữ nhật có điện trở R, cả cái khung dây có điện trở R. Số vòng thì N. Lưu ý nha, cái số vòng này các bạn rất hay quên luôn. Lưu ý cho thầy nhé. Số vòng là N. Kích thước là L nhân W, L nhân Omega. Cái này viết sai nè. Cái hình vẽ trong sách nó sai nè. Đây L chứ không E. Thì cuộn dây khi nó đi vào trong từ trường thì nó giống hệt cái bài toán trong clip trước của chúng ta về cái tam giác đi vào từ trường. Chỉ có lưu ý một chút ha nè. Khi nào mà chúng ta có dòng điện cảm ứng thì khi chúng ta có suất điện động cảm ứng. Khi nào chúng ta có suất điện động cảm ứng là khi từ thông nó còn biến thiên. Cho nên á, nếu mà cái khung dây này đi hết vào trong từ trường này thì không có gì biến thiên hết, B không biến thiên à. Diện tích xuyên qua của từ trường là không biến thiên bởi lúc đó nó bằng cái diện tích của khung dây rồi. Và cái góc không biến thiên vậy đâu có gì biến thiên đâu, nên khi mà khung dây đi hết vào trong này nè là khẳng định các bạn luôn là sẽ không có suất điện động cảm ứng, không có dòng điện cảm ứng. Còn khi khung dây bắt đầu đi vào thì diện tích xuyên qua của từ trường nó sẽ tăng lên. Cái diện tích xuyên qua tăng lên, B không thay đổi, cốt phi không đổi, cốt alpha không đổi, nhưng diện tích tăng lên thì sẽ có đạo hàm của từ thông theo thời gian, thì nó sẽ có suất điện động cảm ứng. Có suất điện động cảm ứng thì chúng ta sẽ có dòng điện cảm ứng. Và chúng ta thấy là bài toán này người ta hỏi là gì? Lực. Thì lực chúng ta xem cái đáp án này, có bốn cái đáp án, nhưng mà nó chia ra hai nhóm là qua phải với qua trái. Vậy chúng ta xem là trước khi chúng ta biện luận bất cứ một cái gì, chúng ta xem là lực nó phải qua phải qua trái đó. Thì chúng ta nhớ một chút về định luật Lenz là cái hậu quả của hiện tượng cảm ứng điện từ nó sẽ luôn luôn có xu hướng là gì, là chống lại cái nguyên nhân sinh ra nó. Mà nguyên nhân sinh ra nó ở đây là gì? Nguyên nhân sinh ra nó ở đây là cái khung dây đi từ trái qua phải cắt vào từ trường, nhớ nha, trong cái giai đoạn mà cái cạnh này nó chưa nằm hết ở trong từ trường thì lúc đó nó có từ thông thay đổi vì diện tích thay đổi mà. Và chúng ta thấy nè, lực nó sinh ra là do cái gì? Là do trong khung có dòng điện, dòng điện trong từ trường thì mới có lực từ. Vậy làm sao mà dòng điện lại xuất hiện? Là suất điện được cảm ứng. Suất điện được cảm ứng xuất hiện là do hậu quả của gì? Hiện tượng cảm ứng điện từ. Cho nên lực ấy là một trong những cái nội dung sinh ra, cái hệ quả sinh ra của hiện tượng cảm ứng điện từ. Và như thế thì nó sẽ phải có xu hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Nguyên nhân sinh ra nó là gì? Nguyên nhân sinh ra nó chính là cái khung dây đi từ trái sang phải. Đúng chưa? Vậy khung dây đi từ trái sang phải nên chắc chắn lực nó sẽ phải từ phải sang trái. Cho nên là lực của nó sẽ qua mặt trái, là hai cái đáp án BD này mới là cái chúng ta cần phải lưu tâm. Hai cái chiều này là chiều lực, tôi vẽ sai ha, do là cái chiều dòng điện này của tôi ngược lại, cho nên là cái chiều dòng điện theo chiều này á thì xòe bàn tay hứng cảm ứng từ như này ha. Từ trường đập như này. Mà chiều dòng điện theo chiều từ trái sang phải, nên lực ở trên này nè, cái vẽ mũi tên này bị sai nha. Cái lực ở trên này là hướng xuống, cái lực ở dưới này hướng lên. Hai cái lực này nè, nếu nó tồn tại á thì vì tính chất đối xứng á, là nó bằng nhau về độ lớn, do dòng điện có một ngược chiều nữa thì tôi không tính. Nên cái lực là lực cuối cùng là bằng cái độ lớn của lực tác dụng đến cái cạnh đứng này nè. Và nó bắt buộc phải sang sang trái, mà muốn nó sang trái thì chiều dòng điện cảm ứng phải chiều chiều này, tức là chiều ngược chiều chiều đồng hồ. Nhớ nha, hai cái vector tôi vẽ sai nè. Rồi, do hồi đầu tôi vẽ cái hình sai đúng. Rồi, vậy chúng ta thấy nè, muốn lực sang trái thì chúng ta xét hai cái đáp án này thôi. Bây giờ chúng ta xem độ lớn của lực ha. Thì muốn tính được độ lớn của lực thì chúng ta bắt buộc phải tính được cường độ dòng điện. Thì muốn tính được cường độ dòng điện thì chúng ta bắt buộc phải tính được suất điện động cảm ứng. Thì cái bài này nó làm tương tự như cái bài tam giác của clip trước đó. Đó chính là tôi gọi cái đoạn mà nó lấn vào từ trường này là x, đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy nè, diện tích của cái vùng lấn này là gì? Là x nhân với omega, hay là nhân w, trong hình như tôi vẽ là w, đúng chưa? Diện tích, nhưng mà chúng ta lại có đến n vòng lận, còn cái này các bạn rất hay sai nè. Thì nó phải là x nhân w nhân với n lần cơ. Và x á, thì giống y như bài trước đó, x là cái khoảng cách chạy vào đây nè, thì x bằng v nhân t. Ở đây tôi đang giả thuyết là tại thời điểm đầu tiên là cái khung dây vừa chạm mép ở đây nè. Nhưng mà nếu các bạn làm cái khung dây bắt đầu ở đâu đó ở đây á, thì cái kết quả không như thay đổi hết, bởi vì tí nữa đạo hàm á, cái phần hằng số sẽ bằng không rồi. Vậy chúng ta xem nè, do đó á, số điện động cảm ứng thì nó có giá trị như nào, thì e nó bằng d phi trên dt về độ lớn nha. Tôi không biết dấu trừ ở đây vì những cái bài này chúng ta xét độ lớn thôi. Thì vẫn vậy thôi ha, B nhân S nhân cos alpha. Cos alpha là góc giữa từ trường và phát tuyến đường khung. Thì phát tuyến đường khung hướng như này, từ trường hướng như này thì góc là không, bỏ qua đi ha. Không phải 180 độ, bỏ qua đi. Chúng ta thấy là nó bằng là gì?
bằng b thằng số đưa ra ngoài nè. Diện tích thì có n lần v nhân t nhân l, n lần x nhân 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 w, thì n thằng số đưa ra ngoài nè, w thằng số đưa ra ngoài nè, v thằng số đưa ra ngoài, dt trên dt bằng 1. Đây chính là giá trị của số điện của mình. Vậy cho nên cường độ dòng điện là gì? Cường độ dòng điện là E trên R. Lưu ý lần nữa này, chúng ta có bao nhiêu dòng điện ở cái cạnh này, mấy cạnh hai cạnh này đối xứng này thì bỏ qua, nhưng mà cái cạnh này có bao nhiêu dòng điện? Có N dòng điện nữa các bạn. Một dòng điện trong khung thứ nhất, một dòng điện trong khung thứ hai, một dòng điện trong khung thứ ba, nên cái lực F này nè. Lưu ý cho thầy nè, có đến N dòng điện lận. Cường độ dòng điện này là Y, là cường độ dòng điện trong mạch. Nhưng mà cái cạnh này nè, có đến N cạnh lận. Cho nên á là lực á, nó sẽ bằng là BI từ trường nè, nhân cường độ dòng điện nè, nhân chiều dài sợi dây nè. Dài sợi dây trong trường hợp này là W. Mà chúng ta có đến N sợi dây nữa các bạn. Vậy là mình nhớ nha, BN nhân Y nhân W. Thế số cho chúng ta sẽ có cái thế cái biểu thức trên này vô này. Chúng ta sẽ có công thức của lực. Đáp án của nó là đáp án D. Quạt trái, đầu tiên là phải quạt trái đó. Thì cái bài toán các bạn thấy không? Rất hay sai ở chỗ gì? Các bạn quên cái N. Đi thi rất may nha các bạn, nhìn nè, trong tất cả những đáp án này đều là N bình phương nha. Đi thi mà chỉ cần có một cái bài toán nào đó cái đáp, ví dụ cái phương trình này là bỏ số 2 đi, thay bằng chữ N, đây là N bình phương, còn bên này N thì bỏ số 2 đi, tôi cam đoan là rất nhiều bạn sẽ tính sai. Tính đúng, tính được nhưng mà tính sai, tức là biết cách tính nhưng mà tính sai, do là khi bạn tính lực các bạn quên mất n lần. Các bạn tính y các bạn nhớ n, mà các bạn tính lực các bạn quên n. Ví dụ cái đề này mà câu b này sửa lại ha, bỏ số 2 đi, bỏ cái bình phương đi, tôi nói với các bạn là rất nhiều bạn sẽ giải ra câu b chứ không phải giải ra câu d vì quên cái n. Thì câu 64 nãy nói rồi, như phân tích ở trên thì nếu mà toàn bộ khung dây này vào hết rồi á thì không có sự biến thiên của diện tích nữa, từ trường thì không biến thiên rồi, góc không biến thiên rồi, diện tích bây giờ cũng không biến thiên luôn, thì không có số điện động cảm ứng, không có số điện động cảm ứng thì không có dòng điện, không có dòng điện thì gì, thì không có lực, nên thôi, nên toàn bộ khi khung dây mà đã nằm ở trong từ trường hết rồi thì đáp án chắc chắn là A, không có lực nữa. Nhiều bạn rất là khó chịu với chuyện này nhưng mà tôi nói chính xác là không có gì sai. Vậy bây giờ nếu nó đi lú ra ngoài thì sao, thì cái bài này giải y chang bài nữa, nó lú ra ngoài thì bây giờ tôi cũng nói rồi đó, lực là lực sang trái sang phải. Khi nó lú ra ngoài là bắt đầu cái diện tích thay đổi ha, diện tích nó thay vì là hồi nãy nó đi vào là diện tích tăng lên, còn bây giờ đi vào là đi ra là diện tích xuyên qua cái từ trường nó giảm dần. Thì khi nó giảm dần sẽ có dòng điện rồi thì sẽ có gì, có lực. Với mà thấy nè, lực tác dụng sẽ có hướng nào, chắc chắn là sang trái luôn, bởi vì tất cả câu chuyện này nó xảy ra khi nào, khi cái khung này đi sang phải, đi ra khỏi từ trường sang phải, cho nên lực chắc chắn là sang trái đó, không cần nói gì nhiều, bởi vì đó là hiện hiện tượng gọi là cảm ứng điện từ, nó sẽ có cái hậu quả chống lại nguyên nhân sinh ra nó. Cho nên chúng ta chỉ quan sát đến hai cái đáp án là quả trái thôi, không quan tâm đến hai đáp án quả phải. Vậy giải cũng tương tự thôi các bạn, thì cũng gọi cái đoạn lú ra là x nè, thì cái diện tích còn lại là gì, là l trừ x nè, nhân với w và nhân với n cạnh n lần cái khung dây, thì gọi cái đoạn ra là x đúng không, thì x thì bằng b nhân t nè, đó các bạn thấy không, l trừ cho v nhân t, cái đoạn này l l trừ cho v nhân t nhân với w, thì chúng ta cũng tính giống như hồi nãy thôi, tính số điện cảm ứng nè bằng đạo hàm b rút ra ngoài, n rút ra ngoài, n nhân l với w thì nó là hằng số đạo hàm bằng không rồi, thì còn lại là b nhân n nhân v nhân w thôi. Cái bảo là đạo hàm này thì quá dễ ra, hàm của hàm hàm bậc một mà còn là hàm cơ bản nữa. Vậy cường độ dòng điện thì vẫn vậy, vẫn là Y đem chia cho E chia cho R. Và nhớ nha, cũng không phải chỉ có một dòng điện, có đến N dòng điện là rất hay sai chỗ này ha. Thì khi có N dòng điện thì chúng ta có lực, và cái lực này cũng bạn thấy không, giống y như cái lực lúc đi vào nó về độ lớn là như nhau. Thì lưu ý ha, tất cả những bài toán này á, có những bài toán giống như bài 14, 15, trong đó từ trường thay đổi, diện tích không đổi. Có những bài toán giống như bài bài này là bài mà có xin lỗi, bài bài 3 nhé, từ trường thay đổi diện tích không đổi, bài 14, 15 là bài này chẳng hạn, là cái bài mà có từ trường thì không đổi nhưng mà diện tích thì thay đổi. Nên khi các bạn làm cái bài toán dạng như này các bạn phải lưu tâm hai chỗ. Thứ nhất là diện tích từ trường góc giữa chúng có gì thay đổi không, cái nào thay đổi, cái nào thay đổi thì đạo hàm theo cái đó. Nếu có hai cái thay đổi thì nhớ đạo hàm hai cái. Thứ hai, có bao nhiêu diện tích vậy. Rất hay sai cái bài khung dây cái n, các bạn tính một mà không tính hai, tính hai mà không tính ba, ví dụ vậy. Lưu tâm cho nó có bao nhiêu diện tích là rồi, cảm ơn các bạn.